Chào mọi người nha. Thì hôm nay em xin giới thiệu cho mọi người một cái bộ nguồn dự phòng mới. Đây là một cái bộ nguồn 12V và có thể tăng lên 30V nha. Thì ở trước đây nó có hai cái cổng sạc USB. Và nó sẽ có hỗ trợ một cái cổng sạc nhanh. Đây cái cổng sạc nhanh quick sạc nè, 3.0, và một cái cổng sạc này là 3.1A để cho chúng ta sạc điện thoại nè. Ở cái cổng ở trên này thì hỗ trợ cho những cái dòng điện thoại mà nó có hỗ trợ chế độ sạc nhanh đó. Rồi ở đây thì cái đồng hồ đo điện áp đầu ra, khi mà chúng ta chỉnh cái điện áp đầu ra. Ở đây là cái cổng sạc lại bằng adapter để mà chúng ta dùng điện lưới chúng ta sạc cho cái bộ pin dự phòng này. Rồi ở đây là cái chiếc áp để chỉnh cái điện áp đầu ra. Rồi ở phía trước này á, nó sẽ có cái công tắc nguồn. Ở bên đây thì cái rắc này là nó ra cố định là 12V, còn cái rắc ở bên đây thì nó sẽ ra cái mức điện áp mà tùy theo chúng ta chỉnh cái chiếc áp đầu ra này. Thì khi chỉnh chiếc áp đầu ra thì cái đồng hồ đo vôn ở đây nó sẽ hiển thị cái số vôn đầu ra. Thì cái bộ nguồn này nó rất là gọn, nó như một cái vali, có luôn cái tay sách ở trên đây. Mục đích em làm cái bộ nguồn này là cho một khách đặt em là dùng cái bộ nguồn này để sử dụng một cái laptop rồi sạc điện thoại. Thì một cái laptop thường cái laptop nó sẽ có một cái cục adapter như thế này. Đây adapter này là 19V và 3.08A. Thì dùng cái cục adapter này để sử dụng cho cái laptop á, vì cái laptop của anh khách đó là nó bị hỏng pin, nó bị hư pin, mà laptop đời cũ thì không có sưu tầm được những cái viên pin như thế, cho nên là anh đặt cái bộ nguồn này để dùng. Và cũng có thể là dùng được nhiều các loại laptop khác nhau, chúng ta cũng có thể sạc được cho các laptop khác nhau nữa. Bây giờ mình sẽ chỉnh cái điện áp đầu ra ở đây. Thì bây giờ em sẽ bắt đầu mở lên cho mọi người xem ha. Đây khi mở lên thì điện áp ở đây nó báo, chúng ta vặn cái chiếc áp này xuống hết mức thì nó sẽ báo điện áp ở đây là điện áp của bộ pin lưu trữ bên trong. Bên trong thì em lắp pin lưu trữ là pin sắt phosphat, pin lai PO4 á, và nó có dung lượng là 18 Ah, 12V 18 Ah. Thì khi bật công tắc nguồn ở đây thì cái cổng sạc USB đây nó sáng đèn lên và ở đây nó sẽ ra 12V. Và khi mà vặn xuống hết mức như thế này thì ở đây nó cũng ra 12V. Bây giờ em sẽ tải cho mọi người xem một cái thiết bị như là cái bóng đèn LED của em ở đây là 12V đó. Khi em cắm vào bên này cũng vậy, bên này nó cũng sẽ là 12V đấy. Khi em cắm vào thì bên đây nó sẽ bị tụt áp xuống còn 12.7, còn ở bên đây thì khi cắm vào thì nó sẽ không tụt áp bởi vì nó đi trực tiếp từ ắc quy. Còn ở bên đây thì nó qua một cái mặt tăng áp cho nên là khi gắn LED vào thì nó bị tụt áp xuống. Rồi bây giờ em sẽ tăng cái điện áp này lên cho mọi người xem nè. Đấy, em sẽ tăng cái mức điện áp lên. Thì đây là cái adapter mà em sử dụng cho cái máy Lenovo của em. Ở đây là để là Sony thôi, nhưng mà thực tế là em cắm vào một cái máy Lenovo của em, nó có cái hiệu điện thế là 19.5V. Thì bây giờ em sẽ chỉnh 19.5V nha. Đây, cái laptop của em đây. Laptop này là laptop Lenovo. Thì khi mà chúng ta dùng, chúng ta để cái laptop như thế này. Thì đây là cái bộ nguồn dự phòng mà nó cũng vừa là một cái hộp để chúng ta kê cái laptop lên nha. Laptop này thì laptop mini, còn những cái loại laptop khác thì chúng ta sẽ để vừa lên cái hộp này luôn. Nó rất là gọn nha. Cái laptop của em cho mọi người xem cái điện áp vào của nó nè. Điện áp vào của nó là 20V và dòng là 2A. Bây giờ em sẽ tháo pin nó ra luôn. Đây, em tháo pin của nó, em bỏ sang đây. Bây giờ em sẽ ngồi dùng cái bộ nguồn này để em khởi động cái laptop của em lên. Đây mọi người ha, em mở laptop nè, nó không lên nha. Bây giờ em sẽ sử dụng cái bộ nguồn này. Rồi, để sử dụng được cái bộ nguồn này với cái laptop thì em có cái jack này. Jack này là để cắm vào trong laptop nè. Và đầu này sẽ cắm vào trong cái bộ nguồn. Thì em sẽ cắm vào trong, em sẽ bật bộ nguồn em lên trước. Và em sẽ chỉnh cái điện áp đầu ra là, lúc nãy mọi người thấy cái adapter là 20V thì đây em chỉnh 19V thôi. Rồi em sẽ cắm cái jack này vào. Đây là điện áp đầu ra chúng ta điều chỉnh được ngay cái cổng này. Còn cái cổng bên đây là
luôn luôn lúc nào nó cũng là 12V ha. Rồi bây giờ em sẽ kết nối vào trong cái laptop. Giờ em sẽ bật laptop em lên nè. Đây, mọi người thấy laptop em nó đã sáng đèn nè. Đây, mọi người thấy là laptop em nó hiện tại nó hoạt động từ cái bộ nguồn này luôn nè mọi người. Đó. Do em gỡ pin ra, cho nên là cái laptop em nó báo lỗi thôi. Laptop em nó cũng hư rồi. Thì bộ nguồn này là chúng ta có thể dùng rất nhiều loại laptop khác nhau. Bởi vì từng cái dòng laptop nó sẽ có cái mức điện áp vào. Nó không giống nhau, cho nên là chúng ta có thể điều chỉnh cái điện áp đầu ra ở đây. Chúng ta có thể điều chỉnh điện áp ở đầu ra ở đây bằng cái con chiếc áp này, để nó phù hợp với cái dãy điện áp mà laptop chúng ta đang sử dụng. Chúng ta sẽ nhìn ở trên cái laptop của chúng ta, nó sẽ có cái thông số để điện áp đầu vào và dòng đầu vào là bao nhiêu á. Thì dòng đầu vào thì mọi người không quan trọng, bởi vì dòng đầu vào là chủ yếu để nó sạc cho cái viên pin này thôi. Đó, cho nên là em lắp cái mạch ở bên trong á, là cái dòng tải ra nó tới tối đa nó chịu tới 20A, nhưng mà chúng ta không cần chỉnh dòng. Chủ yếu là cái hiệu điện thế volt nó ra là được rồi. Chúng ta có thể sử dụng cho các loại laptop khác nhau nè. Và chúng ta khi mà chúng ta muốn sạc laptop á, thì chúng ta cắm cái viên pin này vào thì nó cũng sạc được laptop. Khi mà mất điện á, chúng ta muốn sạc lại viên pin này nè, thì chúng ta sẽ sạc bằng cái bộ nguồn dự phòng này cũng vẫn được nha mọi người. Rồi, mọi người thấy em đang sử dụng laptop với cái nguồn dự phòng của em. Em đã tháo pin ra nè. Đấy, em đã tháo pin ra. Bên em để bên đây cho mọi người thấy luôn, khá là ổn nha mọi người. Đây cũng là một cái đơn hàng của anh khách mà em cũng muốn giới thiệu đến với mọi người. Mọi người quan tâm thì liên hệ với em qua số Zalo có trên cái video này nha. Rồi, em chào tất cả mọi người đã theo dõi cái video của em nha.